Hôm nay mình sẽ tới chú tế tờ cái con động vật mình đang chơi mình á, chơi máy của chị hai, chơi máy chủ chị chủ ba, mà cái con thợ mình đang chơi quả bóng. Bây giờ mình đi trang điểm, bây giờ mình phải trang điểm trước tiên, tại vì con gái mà, con gái mà. Rồi nói tiếp. Rồi các bạn ơi, cho tôi cái con thợ mình nó như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ đi làm việc đây. Rồi, làm việc. Có gì hay không? Các bạn ơi, cho tôi cái thân thoại của mình nó như thế nào? Tắt đi. Rồi, các bạn ơi, bây giờ mình tổng ty. Rồi. Mình trồng tê khoa nha. Bây giờ ở bên này mình chọn tê màu trắng. Cái tê khoa màu trắng không chuyền nhé. Mà các bạn hãy cho mình một da một trang cho chị không chú trang video nữa nha. Ở đây nó to, nào nó mà các bạn ơi, bây không? Giờ mình sẽ y ra mày, tại vì cho chi chi Halloween rồi, hôm nay là Halloween, cho mình sẽ làm á, mình sẽ y lên che bít, ôi trời ơi, chụp chung siêu to rồi. Hôm nay vậy là ngày video hai tao vậy. Có video ở trước mặt kìa. Chạy thôi, chạy chạy treo, chạy treo, chạy treo. Chạy treo, chạy treo, chạy treo, chạy. Nên chơi video. Đó. Mình đang rồi, đang nhăn nhăn. Ôi, có trục trương. Mình đứng ở bên cạnh trục trương. Anh nhảy xuống nha. Bye bye. Hãy nói cho mày. Rồi. Bây giờ mình yên nụ. Nhà mình chơi đấu màu vàng á. Dạ, mình đi theo mà nhà ở bên kia nhà mình đó, y như uống hết chứ. Bây giờ mình thay đồ để y nụ. Rồi các bạn xem nè, mình đôi nè đó, đang rồi mình chuẩn bị mình thay đồ. Thay đồ. Hơi buồn ngủ quá, y ngủ thôi. Rồi, bây giờ mình thức dậy thôi. Tại vì trời trắng trần tối mình phải thức dậy, biết tại sao không? Tại cái trong động vật mình á, mình bắt dậy, mình bắt vệ sinh. Bắt mình đi xuống nhà y kè trước trên các chị mới ngủ được. Xong mình y vệ sinh xong tôi mình chắc chuyện tôi ngủ chết. Chịu kêu y chả quá ăn chết. Giận chả quá, chửi tay thôi. Bây giờ mình y trong rồi. Bây giờ mình y tắt điện trong rồi, mình y ngủ chip. Hè quá. Mình y ngủ thôi. Hè. Cái tiếng hai ngủ. Khò. Rồi, bây giờ mình thức dậy thôi. Sáng rồi. Sáng rồi. Thay đồ. Mình đi thay đồ ơi. Mình thay đồ này thôi, mình xuống mở chiếc lên. Cho nó tới trường. Ủa, gì vậy? Thôi mình nè, mình mở chuyện lên. Rồi, bật chuyện xong rồi.
mình rồi cùng tàu mình đi về chân trước tại mình đi tè rồi người dậy rồi tới răng chịu mặt thôi tránh răng rồi xuống xuống ấy từ từ bây giờ mình ra ăn sáng nha mà mình nó có đồ gì ở trong tập mình lấy đồ nó ra mình ăn thôi tại vì ở trong tập mình chứ nữa mình đi vô nhà trường mình mệt mở chị trên thông rồi mình rồi anh giờ ăn cái nào bây giờ ăn cái mì da tại em mua mì da mà ăn cho nó ngon tại em ăn một miếng mì da rồi mình ăn xong rồi bây giờ mình ra ngoài trường đi chơi thôi bây giờ đi ra nào đi ra mày chúng ta đi ra mày giờ chuẩn bị mưa rồi giờ chuẩn bị mưa cho nên nó mới tối rồi mình đi vô nhà một chồng bê tê đi vô nhà màu hồng bê tê này ấy. Đi vô nhà màu hồng bây bê giờ tê. Mình sẽ qua bên kia à, bên kia chạy làm gì mở đi 200 mấy km nói trời ơi mấy người này đó. Mà các bạn ơi hôm nay mình đi chúng vô hầm chơi nha để mình đi ra mày viện bây giờ mình sẽ đi chơi rồi bấm vào đây vậy ấy không đi đây đâu bây giờ mình sẽ qua bên cái chỗ bên kia đi thẳng là tới mà trước tiên hai muốn đi chơi hả ra cho rồi đây nó đầu tiên mình chơi game bom bấm chơi chuyền bom nó chuyền bom rồi chơi nha rồi chơi tao mình chuyền ai đó mình chơi mình chuyền chiếc tặng mập á chạy đua xe tốc độ đường lộ trời ơi chiếc xe chơi chó nè dễ mà dễ em đúng rồi mình chơi ở bên kia tụi này về thích tao mình rớt xuống biển chửi chơi chạy chạy xuống biển là thua chạy người ta chạy nhanh gì đi ra hết nhảy coi anh chị đây đẹp té luôn chạy lại chỗ này thôi ngồi quanh lên chạy nhanh đi chạy bị gì đây chạy mình phải được mình phải được giải phát được giải cái này mình chơi không có khi nào mà thua hết á các bạn nhảy lên nhảy ai... có người được hạng nhất rồi kìa phải chạy nhanh lên hạng năm rồi kìa chạy nhanh lên té rồi chị tối lên chị hai ơi tối lên chị hai tối lên chị hai té rồi tối lên chị hai tối lên chị hai rồi im lặng khỏi câu buồn nữa chị dừng lại rồi chị thua rồi có thời gian không tiếp cố lên cố lên gì còn có mở đâu cố lên chị hai chưa thua các bạn rồi cây cả cái chơi cả nữa thôi mình tắt máy chơi cái này làm sao mình chơi vô tiếp tục chơi trong mực á mình chơi thịt chơi trong mực để mình đợi để vô trò chơi con mực đã đúng chứ hai là rồi trời bây giờ chơi tiếp coi cho trò chơi gì thứ hai trò chơi thứ hai là trò chơi gì đây chơi này nó sẽ chướng hại ngại vật khó chơi lắm để chơi em chừng hai cái tụi nào là okay. Tôi tặng thẳng như thế á sẽ mình đứng nghiêm một chỗ đó chạy đi từ từ thôi đi qua bên này đi chị rồi thua luôn thật
Không nhìn được các bạn ơi, mày không nhìn. À, thằng chi trùng rớt chết luôn. Ở trên tầng chi hơn nè. Ui, dê hết. Cái thằng chi dê hết. Chứ là rớt chứng bệnh dê hết. Cái thằng chi dê hết. Chứ là nên. Rồi, chơi tiếp nè các bạn. Bây giờ mình... Nãy giờ hai ván, thua hai lần luôn. Bây giờ ván này mình phải thắng. Đúng rồi. Ván này là ván gì đây? Để coi sao nó chạy lâu ta. Ván gì đây? Wow, để sao đèn đỏ. Hai bạn nhìn mình nhìn. Ok ok ok. Hai bạn nhìn đỏ. Hai bạn nhìn chị không nhìn búp bê. Chị nhìn cái chữ á. Đúng. Rồi, chạy. Để sao đèn đỏ. 27 người. Lửa xanh. Đỏ. Đó. Ui. Chết hết. Sao nó nhìn lâu thế? Lửa xanh. Cháy, cháy, cháy. Lửa đó. Ở trong. Chết luôn. Rồi, ok. Chơi tiếp nha các bạn. Rồi, cổ vũ chị lên. Tối lên, chị Hai ơi. Hai bạn trắng. Nha, chị Hai. Nhảy, 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 nhảy. Hai trường nhảy. Lên cao, nhảy lên cao, nhảy lên cao. Nhảy thì nó mới nhanh. Tối lên, tối lên. Nói đi. Nó to lên. Tối lên, cố lên. Tối lên. Chạy 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 nhiều người hạng nhất thế. Đi 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 đi. Mình được giải nhất. À, mình là hạng 8, hạng 18. Rồi, hai cho em trứng vậy. Nằm nghỉ mệt. Không. Hai nằm như vậy nè. Tan tan đi dòng tròn tròn vậy. Úc úc úc. Yeah, mình không được, mình không bị gì cả. Yeah, mình thắng rồi. Ai thắng rồi gì đó trực chơi tiếp đúng không? Rồi các bạn này, chào các bạn. Rồi, chào các bạn nha. Video của mình ở đây cũng là hết chút. Đã dài rồi. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, một share, một đăng ký, một nút chia sẻ. Một đăng và một nút bấm chuông nha. Bye bye. Bye.